truy nã nguyên cán bộ ngân hàng Agribank tham ô, chiếm đoạt tài sản. Trường Thị Hằng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản xảy ra tại ngân hàng Agribank huyện Cẩm Thủy. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành truy bắt nghi phạm truy nã Trường Thị Hằng, sinh năm 1966, chú tổ 4, nay là tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, nguyên cán bộ ngân hàng nông nghiệp huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Trường Thị Hằng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Trường Thị Hằng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 8 tháng 6 năm 2010. Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan, đề nghị kịp thời báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại trực ban 069-2889-300. Hàn, T. H. Từ Dinh Miu, Công Lý.